Come on, let's. Trước hết là cần một cái sự cổ vũ của khán giả, tại vì đây là cái nhóm nhảy cuối cùng mà các bạn ấy rất là năng lượng, phải không? Vâng, phải nói rằng là nhóm của các em đã rất cháy trên sân khấu, và bản thân rằng là các bạn cũng đã nhìn thấy sự cổ vũ của khán giả đối với các bạn như thế nào, mặc dù rằng là đây là gần cuối chương trình rồi của các bạn rồi, các bạn là nhóm nhảy cuối cùng nhưng các bạn đang thể hiện cái gọi là cái đẳng cấp của mình. Thì có thể nói thế này, ATT, thứ nhất là anh rất thích những cái pha mà các bạn lộn. Thực sự nó là những cái sắp xếp, những cái cú lộn của các bạn, nó là cái đinh của bài của mình. Chỉ có một số cái mà anh thấy là hơi tiếc, đó là những cái phần bắt nhịp nhảy đều của các bạn. Tức là mình vẫn bị lỡ ở những cái nhịp đấy. Tức là mình hay bị chật nhịp nhạc, xong rồi mình mới vào, xong rồi mình mất một hai nhịp mình mới vào được. Thì mình cố gắng, tại vì những cái đoạn nhảy đều là những cái đoạn nó không phải là khó. Thế nên mình cần phải rất là đều và rất là đúng. Thế còn ngoài ra thì những cái kỹ thuật khó trong các bài thì các bạn làm ở trong bài này, các bạn làm rất là tốt. Và cái cấu trúc bài nó thể hiện được cái năng lượng của nhóm các bạn và thể hiện được cái nhóm mình đang là nhóm như nào, và mình đã phô trương được tất cả những cái gì mạnh nhất của nhóm. Thì đấy là cái điều tốt của cái bài này. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn giám khảo Việt Master rất là nhiều.